Xin chào các bạn, mình là Mỹ Linh. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác đơn giản chuyển đổi từ app Strava sang app V-Race và đăng ký tham gia sự kiện của V-Race trong một nốt nhạc. Bước 1. Tải ứng dụng V-Race và Strava từ App Store hoặc CH Play, sau đó tạo ngay tài khoản tham gia cộng đồng V-Race. Bước 2. Chọn mục cá nhân và tiếp tục bấm vào mục chuyển đổi. Bước 3. Chọn mục Connect with Strava. Bước 4. Đăng nhập hoặc tạo tài khoản Strava, có thể đăng nhập bằng các phương thức Google, Facebook, Apple. Bước 5. Cho phép V-Race quyền truy cập tất cả các nội dung, thông tin từ Strava cung cấp và bấm Authorize. Vậy là đã hoàn tất chuyển đổi từ app Strava sang app V-Race. Bước 7. Truy cập app V-Race, bấm vào mục sự kiện, sau đó chọn chặng 2, sát cánh bay cao. Bước 8. Sau khi chọn chặng 2, sát cánh bay cao, các bạn bổ sung thông tin của cá nhân. Nếu là học sinh, sinh viên FPT, hãy bấm vào mục đối tác hoặc người thân FPT, sau đó chọn sinh viên. Bước 9. Bấm bổ sung. Bạn sẽ hoàn tất tất cả các bước để tham gia sự kiện của V-Race FPT 35 năm, dấu chân hạnh phúc. Thông tin chi tiết liên hệ fanpage Ban Công tác Học đường, FPT Edu Experience Space hoặc quét mã QR dưới đây. Cùng V-Race in dấu chân hạnh phúc trên mọi nẻo đường. Khi tham gia giải chạy, mỗi khi các bạn hoàn thành 1 km, FPT sẽ đóng góp 1.000 đồng cho quỹ hy vọng, hướng tới mục tiêu tích lũy tối thiểu 3,5 triệu km, tương ứng với 3,5 tỷ đồng để xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao. Hãy cùng rèn luyện sức khỏe và tham gia dự án cộng đồng ý nghĩa này nhé!